Xin chào tất cả bạn, hôm nay thì mình cùng các bạn sẽ đi về một cái series video của mình, chủ đề là quản trị kinh doanh online. Thì cái video đầu tiên mình muốn chia sẻ đến các bạn ấy là quản trị chi phí đầu vào, tức là chi phí đầu tư và vận hành để một cái đơn hàng đến tay khách hàng và mình nhận được tiền COD. Đây là video đầu tiên, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Thực ra cái video này ấy, nó không có quá cái gì nhiều, nhưng mà mình muốn làm rõ cho tất cả các bạn biết là nó có những cái chi phí nào. Thường thường ấy, các bạn bán hàng online mà ít kinh nghiệm ấy thì sẽ không hay để ý những cái này đâu, không hay để ý những cái chi phí này đâu. Đó, tức là cứ có lãi thì mình cứ làm thôi, mình không kiểm soát được tốt những cái chi phí này. Có khi những cái chi phí này nó đáng có, nhưng có những chi phí nó lại trở thành là lãng phí. Cho nên là mời các bạn đón xem hết cái video này để các bạn hình dung ra được những cái gì mình đang là chi phí bắt buộc, những cái gì nó đang là lãng phí. Đầu tiên ấy là về hàng hóa, chi phí cho hàng hóa. Chi phí cho hàng hóa ở đây thì sẽ có bốn cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là tiền hàng. Ví dụ như mình nhập 10 cái lồi cơm điện từ Trung Quốc về Việt Nam. Mỗi cái lồi cơm điện mình làm giá với bên Trung Quốc là 100.000 một cái lồi cơm điện, thì mình nhập 10 cái là hết 1 triệu, thì 1 triệu này đó chính là tiền hàng. Tiếp theo ấy, nó sẽ có một cái chi phí vận chuyển, thì mình sẽ phải thông qua một cái đơn vị vận chuyển thứ ba để nhờ người ta đặt hàng hộ và vận chuyển nó từ Trung Quốc về Việt Nam. Thì nó sẽ có hai cái chi phí vận chuyển. Thì cái chi phí đặt hàng và vận chuyển ấy thì người ta sẽ thường là tính 25.000 một cân. Tức là vận chuyển hàng từ Trung Quốc về đến Việt Nam đây là về đến kho của họ tại Việt Nam nhé. Thì người ta sẽ tính các bạn là 25.000 một cân. Đấy, cứ thế mà nhân tiền lên. Tiếp theo sẽ có một cái chi phí vận chuyển, tức là từ kho của cái đơn vị vận chuyển về kho của mình. Đấy, nếu như mà đơn hàng của bạn lớn thì thường là người ta sẽ miễn phí luôn, tức là 25.000 giao từ Trung Quốc về đến kho nhà mình luôn. Nhưng mà cái đơn hàng của mình bé hoặc là ở xa ấy, ở về tỉnh chẳng hạn, không phải ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta sẽ phải tính phí cái phí đấy. Đây là các bạn hãy không 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 nên nhầm lẫn cái chi phí này nhá. Cái thứ ba nữa ấy, là hàng lỗi. Ví dụ nhá, các bạn nhập về 10 cái lồi cơm điện đúng không? Thì trong đó có một cái lồi cơm điện nó bị lỗi, bị hỏng hoặc là bị méo hộp. Như thế là chúng ta đã không bán được rồi, hoặc là bán rẻ đi. Tức là 1 triệu chính ra là chúng ta được 10 cái lồi cơm điện, nhưng mà 1 triệu lại chỉ được 9 cái thôi. Tương đương với là cái giá tiền nó lại phải tăng lên. Đấy, cái đơn hàng, cái giá cốt tăng lên rồi. Thứ ba nữa là cái phí nhập hàng. Thì ngoài cái chi phí vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, nó còn có cái phí nhập hàng đâu đó khoảng 1% đến 2% tùy những cái nhà vận chuyển. Tức là cái đơn hàng của bạn 1 triệu thì bạn sẽ mất cho người ta 1%, đó là 10.000 đấy. Đấy là về cái vấn đề hàng hóa. Cái thứ hai lớn nữa đó chính là chi phí quảng cáo, mình gọi chung nó là chi phí app. Thì trong cái chi phí app này nó có ba cái chi phí mà mình cần lưu ý. Đấy chính là ngân sách quảng cáo. Ví dụ như bạn xét ngân sách quảng cáo là 1 triệu một ngày thì nó là 1 triệu một ngày rồi đúng không? Đấy, cái thứ hai nữa là cái nguyên liệu quảng cáo. Nguyên liệu quảng cáo ở đây đó là tài khoản quảng cáo, nó là BM, nó là các cái tài khoản cá nhân. Đấy, hay là thẻ ảo để chúng ta sử dụng nó để quảng cáo. Hoặc là chúng ta đi làm thẻ thì có những cái ngân hàng người ta miễn phí, nhưng có những ngân hàng là mất 100.000 một thẻ. Hoặc là chúng ta làm lại thẻ thì nó cũng được tính vào là cái nguyên liệu. Thì cái này ít người ghi gói vào. Đấy, ít người ghi gói vào. Nhưng mà nếu như mà chúng ta chạy nhiều như ngày xưa cách đây 2 năm mình chạy, thì cứ đi làm thẻ liên tục, nó rất là tốn kém cái phần nguyên liệu này. Xong rồi cái khoảng năm 2020, 21 ấy, thì lúc đấy chạy quảng cáo khó khăn, mà cái tiền BM nó rất đắt. Một con BM 350 nó lên đến tiền triệu mà lại rất là khó mua cơ, cho nên cái tiền nguyên liệu này cũng rất là đắt, chết liên tục. Thứ ba nữa là cái phí quảng cáo, tức là nếu như
bạn mà không chạy quảng cáo, bạn đi thuê một bên agency để chạy thì mình sẽ mất cái phí quảng cáo đâu đó khoảng 10%. Nếu như có, nếu như bạn đi thuê không tự chạy thì sẽ mất cái phí quảng cáo đấy. Về cái thứ ba lớn ở đây chính là về con người. Con người ở đây thì mình tạm chia thành ba nhóm con người đấy. Thứ nhất là nhân viên marketing, tức là nhân viên chạy quảng cáo ấy. Thì nhân viên chạy quảng cáo này thì thường ấy, là mình sẽ gì nhỉ, mình sẽ có lương cứng và chi phí và phần trăm doanh số dựa trên cái những cái đơn hàng doanh số mà cái người nhân viên marketing này tạo ra. Thứ hai nữa ấy, là nhân viên sale. Đấy, nhân viên sale thì cũng thế. Nhân viên sale và nhân viên marketing này sẽ kết hợp với nhau để mà một người thì ra số, còn một người thì gọi tạo ra cái đơn hàng. Cái nhân viên thứ ba mình cũng cho rằng hết sức quan trọng, đấy là nhân viên kho vận. Nhân viên kho vận này ít người hay để ý đến, nhưng mà mình thấy nó cực kỳ quan trọng trong cái chương trình này. Nhân viên kho vận thì mình sẽ chia làm 3 cái nhóm nhân viên nhỏ hơn. Thứ nhất là nhân viên quản lý và xử lý đơn hàng. Cái nhân viên này cực kỳ quan trọng. Nếu như mà cần phải xử lý một cái lượng đơn hàng khoảng 30 đơn, 10 đơn hay là từ 20 đơn trên một ngày ấy, thì cần phải có cái nhân viên này, người ta sẽ xử lý cái đơn hàng đấy. Tất nhiên là nhân viên sale có đơn thì sẽ lên đấy, xong rồi cái nhân viên quản lý đơn hàng này sẽ xử lý những cái đơn hàng, ví dụ như là xử lý giao vận, là giao giao người ta sẽ xem là giao đến đâu rồi này đấy, xử lý những cái đơn hàng hoàn, đơn hàng chưa giao được, những cái đơn hàng có vấn đề để giảm được cái tỷ lệ hoàn xuống. Nhân viên này cực kỳ quan trọng đối với mình. Thứ hai, nhân viên đóng gói. Nếu mà bạn có khoảng 30 đơn hàng trở lên ấy, một ngày thì sẽ phải có một cái nhân viên đóng gói riêng, chứ cái nhân viên quản lý và xử lý đơn hàng này thì vừa làm công việc của người ta vừa đóng gói hàng, thì tức là cái nhân viên này là quản lý kho hàng ấy. Nếu như mà trong cái khoảng 30 đơn hàng một ngày thì người ta sẽ quản lý cả kho hàng luôn, quản lý cả hàng hóa và xử lý đơn hàng đấy, rồi nhân viên đóng gói, rồi nhân viên giao hàng. Ví dụ như bạn có một cái nhân viên giao hàng kết hợp với cả nhân viên đóng gói đấy, người ta sẽ đi giao hàng trong các cái quận nội thành. Ví dụ như bạn bán chủ yếu là ở trong nội thành, khu vực lân cận thì cũng phải có cái nhân viên giao hàng để cho nó chủ động. Cái ý thứ tư ấy, đấy là cái giao vận, một ý lớn đấy là cái chi phí cho giao vận. Trong cái giao vận này thì mình chia ra làm 5 cái nhóm chi phí khác, đấy chính là phí giao hàng. Phí giao hàng ấy, ví dụ như là bạn làm đồng giá với một cái bên 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 logistics, người ta sẽ làm đồng giá cho bạn. Mình ví dụ như là 20.000 một đơn chẳng hạn, thì bạn có 10 đơn là bạn một ngày là bạn mất đi là 200.000 tiền phí giao hàng. Còn cái phí hoàn hàng, ví dụ như tỷ lệ hoàn hàng là 10%, tức là 100 đơn thì bạn mất đi 10 đơn hoàn, thì 10 đơn hoàn đấy thì cũng phải mất phí giao hàng, thường nó là 50%. Tức là mình ký đồng giá với người ta là 20.000 một đơn thì phí hoàn hàng này là 10.000 một đơn. Thứ hai, thứ ba nữa là cái hàng hỏng khi mà chúng ta hoàn về. Hàng hỏng khi mà chúng ta hoàn về cái này cực kỳ là đau đớn luôn. Ví dụ như trong cái 10 cái đơn hàng hoàn về đấy thì thường thường là phải có 30% là hàng bị hỏng, không không thể bán lại được nữa. Hỏng ở đây thì thường thường là nó bị móp méo hộp này, nó bị hỏng bên trong, nó bị cũ đi này, đấy là mình lại bị mất hàng, coi như gần như là mình bị mất hàng luôn ấy. Nó rất là đau xót đấy, thì nó cũng ăn vào máu và thịt của mình, nó cũng mất tiền. Cái thứ tư ấy, là phụ kiện đóng gói. Thì phụ kiện đóng gói này nó gồm có băng dính này, hộp này, xốp bọc này, nhiều đơn hàng thì cũng tốn, hàng to thì cũng phải dùng nhiều băng dính, hàng dễ vỡ cũng phải nhiều băng dính rồi là hộp rồi cũng như là xốp bọc. Cái thứ năm nữa là cái nhãn mác
thư từ đi kèm. Ví dụ như là mình thấy là nhiều các cái shop ấy, người ta in cái card visit, người ta bỏ trong cái đơn hàng, người ta in cái thư để cảm ơn gửi vào trong đơn hàng, thì cái đấy cũng là một cái loại chi phí. Cái thứ năm nữa là cái về cơ sở vật chất. Cơ sở vật chất ở đây như là thường thường là sẽ có máy in này, giấy in, bàn ghế, rồi là máy tính cho nhân viên, hay là bình nước nóng, bình nước. Đấy là những cái chi phí cho cơ sở vật chất. Còn cái cơ sở hạ tầng ban đầu là thuê văn phòng, rồi là hay là thuê kho bãi. Thường thường ấy, nếu các bạn thuê cả một nhà thì văn phòng với kho là cùng một nhà luôn, nhưng mà như mình ấy, thì mình lại tách ra văn phòng, khu làm việc văn phòng riêng, còn cái khu để hàng kho bãi là riêng đấy, không 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 do gần nhau. Thì gần nhau đôi khi là nó nhộn nhộn nhạo quá, không quản lý được, không kiểm soát được hết. Thứ ba là các cái chi phí về điện nước. Thì ở đây nó là những cái chi phí rất dễ nhìn ra, nhưng mà các bạn không hay ghi gói nó cẩn thận, làm cho nên là khi mà mình nghĩ các bạn lúc đó chỉ nghĩ trong đầu là chi phí ad là rơi vào khoảng 20%, nhập hàng là chi phí cốt là 30%, đấy, giao vận rồi lấy cái shop sủng thì hết khoảng 10% nữa là mình còn được thu về là 40%. Đấy, bán đơn hàng 100.000 là mình có 40.000. Nhưng mà không phải vậy, đằng sau của nó là rất là nhiều những cái chi phí như thế này. Đấy. Mô hình kinh doanh nó càng lớn thì những cái chi phí này càng nhiều, càng phức tạp. Cho nên là chúng ta phải kiểm soát được thật tốt những cái chi phí này để mà ghi gói nó cẩn thận cụ thể, để chúng ta nắm bắt được cái này nó đang lãng phí quá, cái này làm chưa tốt, thì chúng ta sẽ có một cái đánh giá kỹ lưỡng và tổng quát nhất để ra được cái con số lợi nhuận của mình nó mới chính xác được. Chứ còn cứ áng áng ấy, thì cuối tháng tính ra cuối tháng thì cũng có lãi đấy, nhưng mà nó chẳng còn được mấy, hoặc là hai nữa là nó quá nhiều những cái chi phí lãng phí mà mình không kiểm soát được, cho nên là các bạn sẽ bị cái lãi của mình nó ít đi đấy. Mà bây giờ làm ăn đang rất là khó khăn mà chúng ta lại lại cần phải kiểm soát gắt gao hơn các cái chi phí đấy. Khi mà chúng ta nắm được những cái chi phí này rồi ấy, thì chúng ta mới tìm cách để tối ưu nó. Thì cái video thứ hai mình sẽ nói về cái tối ưu những cái chi phí đầu tư cũng như là chi phí vận hành trong việc kinh doanh online.